Rồi sau đó thì hello cả nhà, con chào cô Cúc. Dạ, chào cô Thảo, chào cả nhà. Tại vì trong mấy tuần vừa rồi, khoảng 3 tuần vừa rồi ấy, thì khi mà mình sử dụng tiếng Anh hoàn toàn trong lớp thì con muốn khảo sát mọi người, muốn hỏi mọi người đó, xem là khi mà mình sử dụng tiếng Anh như vậy thì lớp mình mọi người connect, kết nối như thế nào, có ổn không đó. Và sắp tới thì dự định con là sẽ có những cái chủ đề để cho mọi người thảo luận, mọi người sẽ thảo luận với nhau, sẽ tranh luận với nhau để mình có thể là sử dụng cái khả năng tiếng Anh của mình nó tốt hơn. Vì cái thời gian mà chúng ta học để chúng ta gọi là chúng ta nạp đầu vào cũng khá khá rồi. Vì chúng ta cần có một cái môi trường để chúng ta rèn luyện cái đầu ra, cái speak của mình. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt một chút. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta chia sẻ coi trong thời gian qua khoảng 3 tuần chúng ta chuyển qua cái hoạt động luyện speaking như vậy thì mọi người thấy như thế nào? Đó. Rồi, mình sẽ cùng nhau mình chia sẻ một chút nha. Mời cô Tâm trước nè. Dạ, cảm ơn cô Thảo. Thì trong những cái tuần vừa qua khi mà luyện speaking thì em mới đầu thì cũng khá là ấp úng và chưa có quen. Đặc biệt là khi mà chuẩn bị cái bài nói để quay video trong trong tuần. Còn về phần trò chơi, khi mà mình nói ý là khi mình nói ít hơn á, nói theo từ á, thì nó dễ hơn là khi mà mình nói theo câu. Thì nói chung là em cảm thấy cũng còn về riêng em á, thì bản thân em cái phần nói á, cần được cải thiện thêm. Và khi mà chơi trò chơi thì em thấy là cái nói nó tự nhiên và nó đỡ gượng gạo hơn cái lúc mình quay video. Quay video thì thường em sẽ qua phần dịch, phần dịch trên Google trước, rồi cứ theo đó mà cũng cũng theo cái cách mà đọc, chứ cũng chưa có chưa thể mà tự mà bung ra mình nói những cái câu hoàn chỉnh được. Đó là phần của em. Cảm ơn cô và cả nhà đã lắng nghe. Anh hỏi một chút xíu là trong cái lúc mà trên lớp đó, khi mà mình sử dụng tiếng Anh hoàn toàn như vậy á, thì cái lúc đó có cái khoảng thời gian nào mà mình gặp những cái trouble gì đó không, hoặc là khi mà mình học như vậy thì mình thấy nó có thích thú hay không, ý là khi mà mình sử dụng tiếng Anh full trên một cái khoảng thời gian như vậy. Dạ, trong lớp học á, trong lúc học thì em thấy rất là thích khi mà mình sử dụng tiếng Anh hoàn toàn như vậy, bởi vì khi khi đó thì nó thúc đẩy mình phải nói tiếng Anh, phải nói tiếng Anh, rồi là mình nói ra, mặc dù là mình không có biết nói như thế nào nhưng mình nói từng từ trước giống như một đứa trẻ. Yeah, thank you. Yeah. Tiếp theo mời cô Cúc nha. Chào cả nhà. Cô thấy đầu tiên mình thiếu từ kinh khủng luôn. Mình cứ vừa nói vừa nghĩ, vừa nhớ lại, nhưng mà cần cần thấy là thú vị. Những bài đầu tiên mà mình tập mình ăn không á, mình thấy nó tuôn trào những cái hình ảnh nè,
phải đánh ra mình muốn nói ra lúc đầu nhiều á, sau đó mình cứ nói ra mà mình thiếu mình nói sai rồi từ từ nó sẽ đủ hơn, đủ từ hơn. Mà nói chung là thú vị khi mình được trải nghiệm dần dần, mình bỏ tiếng Việt và mình tập sử dụng tiếng Anh toàn toàn bộ cái câu chuyện hay cái clip vậy đó. Có tuần rồi cô quá ư là bận, nó không có video để cô quay lại những ngày mà cô ngồi cô thực hành với sư, thì nó không không có đủ cái những cái từ để nói những cảm xúc của mình, nó hiện ra, nó ngộ ra trong ngày mà được ngồi cùng với sư thực hành mấy ngày ở Vũng Tàu, ngày lễ kia rồi. Tôi nghĩ cần những hình ảnh thêm để mà mình nói ra, nhưng mà thiếu. Thành ra những lần khác cô sẽ có những hình ảnh thêm. Nhưng mà sau khi học thêm những bài, những ngày về Pháp của cô Thảo chia sẻ, thì cô thấy mình có tiến bộ hơn trong việc sử dụng từ, dùng những cái điều muốn nói, những cái trải nghiệm và những cái hiểu mình về tiếng Anh nhiều hơn. Cảm ơn cô Thảo nhiều. Em mời chị Thanh Hải nha. Dạ chào cả nhà. Với Hải thì tại vì vốn từ cũng không có nhiều, cho nên là khi mà thảo luận một đề tài gì đó mình sợ là hay không có kịp. Tại vì cái nếu mà nói về đề tài nó sẽ rộng lắm, cho nên để mà viết ví dụ như cô cho đề tài trước xong mình có sự chuẩn bị thì nó mới tốt hơn hơn khi là trong lúc học mà đưa ra đề tài là không có vốn từ, mình sẽ nói hoặc là lớp lớp khi mà không có vốn từ nhiều thì lớp sẽ thụ động, học nó sẽ chán hơn, Dạ cho đúng rồi, nên nếu là mà đề tài là sẽ được được cung cấp trước, sau đó là có sẽ có một cái form, ví dụ như một số cái câu mẫu nữa đó, và sẽ để giúp mọi người triển khai ý dễ hơn đó, thì cái đó nó phải có một cái plan trước, và mọi người nên chuẩn bị bài trước luôn, chuẩn bị những cái ý ví dụ như là negative, positive, tiêu cực, tích cực đó, hoặc là like và dislike, thích hay không thích cái gì đó. Bằng cách như vậy thì thứ nhất là mọi người đỡ bị ngợp khi mà vô một cái buổi speaking này. Nhiều khi nếu mà em cho mọi người chơi trò chơi và phản xạ là mọi người không biết là mọi người cần chuẩn bị cái gì, nên và khi mà ngồi thì mọi người sẽ bị hơi, tức là sẽ chưa quen với việc và một môi trường hoàn toàn tiếng Anh, cho nên là sẽ khá là nhiều mọi người còn đang e dè. Nhưng mà khi mà mình có một sự chuẩn bị gì đó rồi thì em nghĩ mọi người sẽ tự tin hơn. Đó. Sẽ có thể kích thích mọi người hơn. Đó. Còn cái mà Giống như hôm bữa đề tài thể thao, thực sự họ không có chơi thể thao không biết, nhưng mà ở nhà kiểu như mình làm gì thì mình chỉ diễn tả vì phải có sự chuẩn bị, và nếu mà nói toàn từ từ mới mình phải có sự chuẩn bị, phải giống như mình viết ra những cái nghĩ gì trong đầu mình mới nói được. Chứ nếu mà nói tại chỗ liền thì mình bó tay, không có vốn từ luôn. À, vậy thôi à, cũng không có ý kiến gì ạ. Khi mà lớp mà hoàn toàn sử dụng tiếng Anh như vậy á, thì nó có cái trouble với chị Hải không, hoặc là nó có Này cái không, gì vốn chị từ hay mình sẽ tăng không? lên. Đúng rồi, vốn từ có tăng lên. Ví dụ như mình đưa ra những trò chơi đó thì mình sẽ suy nghĩ sao diễn đạt cho người bạn mình hiểu, thì cái vốn từ mình tăng lên chứ. À, cái đó cũng rất hay. Thank Dạ. em là cái cách mà mọi người sẽ không nghĩ là mọi người đang học.
mọi người không nghĩ là mọi người đang học khi mà mình chơi game, và cái tâm lý của mình nó sẽ khác, rất là hay đó. Hoặc khi mà vô một cái chủ đề để tranh luận ấy, thì mọi người sẽ cố gắng mọi người nghe coi là cái nhóm đối phương hoặc là các cái bạn của mình đó họ sẽ nói cái điều gì đó, thì mình phải nghe để mình phản biện, để mình tranh luận, thì mình quên mất là mình đang học. Còn đến cái giai đoạn này á, mà bảo dạy từng câu từng từ, cái này mình phải nói cái này nó thích kia ấy, là nó sẽ khiến cho mình bị cứng nhắc. Và khi mình học speaking ấy, thì mình không nên học theo sách vở quá nhiều, học học bằng giáo trình nhiều á, là mình nói được đó. Cho nên là đối với lớp của mình là bắt đầu mình nên buông bớt những cái gọi là cái lý thuyết suông, bắt đầu mình buông đi để mình trải nghiệm. Dạ, tiếp theo mời chị Lan Vũ nha. Hello anh Vũ Anh. Dạ, cảm ơn cô. Em á thì nó hơi khó một chút, tại vì thứ nhất là cái vốn từ vựng em cũng bị hạn chế, thứ hai nữa là cái phát âm, cái thứ ba nữa là cái nghe. Nhưng mà thông qua cái chơi thì em cũng cố gắng nương theo mọi người, có nghĩa là khi các chị nói á, thì em cũng cố gắng ghi chép lại. Rồi dựa trên cái ý đó mình hình dung ra, cũng cũng thúc đẩy mình nhớ một vài những cái từ á để mình có thể tham gia được. Nhưng mà nó cũng không dễ quá. Dạ vâng. Yeah. Chị có thể chia sẻ sâu hơn về cái một vài cái trải nghiệm của mình hoặc là gì đó. Yeah. Một vài cái trải nghiệm là cái cách của mình hả cô hay sao cô? Chị cứ nói nhiều hơn một chút đi. Chị đang suy nghĩ như thế nào, hay là đang cần cải thiện cái gì? Ở khó khăn cái gì, hoặc là chị học được điều gì, vân vân. Em nghỉ học thì mình cũng có nhiều cái cơ hội để mà mình nghe từ các chị nói, rồi cô đưa ra, có nghĩa cái những cái lần sau, cái lần đầu thì có vẻ là em bị hơi rối, nhưng mà cái lần sau cô ghi lên á thì mình nhìn trên đó thì mình cũng thấy nó cũng rõ hơn, rồi mình cũng có thể kết nối đi theo được. Đôi khi nó lúng túng nó cũng làm mình cũng không biết lúc này mình phải làm gì. Rồi cũng cứ ráng, mình ráng nặng ra vậy đó, ráng nặng ra, ráng suy nghĩ, cố gắng mình suy nghĩ ra một cái gì đó để mà mình có thể mình ráp vô cho nó phù hợp. Cũng cái cảm giác cũng vui, cũng 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 thú vị, có nghĩa làm cho mình tỉnh ngủ dễ hơn khi mà mình tham gia, mình vô trong. Cũng hào hứng để mà mình có thể tham gia cái buổi học. Dạ. Cảm ơn chị Lan Phúc. Dạ. Tiếp theo mời Dạ Vũ cảm Anh ơn. nha. Hôm nay mình sẽ cùng nhau mình chia sẻ một chút xíu về những cái trải nghiệm hay là cái bài học của mình, hay là một cái điều gì đó trong thời gian khoảng 3 tuần qua chúng ta sử dụng phone đen hoàn toàn trong lớp học, cũng như là các hoạt động chơi game hay là lại quay video. Đó. Thì em mời Vũ Anh nha. Dạ, anh chào cô giáo và tất cả mọi người. Thì Anh Văn ơi, anh có như thể nói lớn hơn một đây chút không? Hoặc là có như thể dùng cái alo, mic nó. cô Thảo nghe rõ hơn không ạ? À? Dạ, rõ hơn. Dạ, thì chào cô Thảo và tất cả mọi người. Thì như mình thấy thì thông qua chơi game và hoặc làm giao tiếp rất là quan trọng. Anh thì nó sẽ giúp cho cho mình và mọi người nó học một cách thực tế hơn, học một cách giản dị hơn. Trước giờ mình học theo kiểu là lý thuyết nhiều, có nghĩa là mình đọc sách rất là nhiều. Nhưng mà như kiểu này thì nó sẽ không làm cho mình nhớ được.
À, có nghĩa là mình học theo kiểu là lý thuyết, mình học mình nhu cầu nhớ của mình không có nhiều. Và thứ hai là khi mà mình chỉ nhớ được một chiều thôi, ví dụ từ tiếng Anh mà dịch sang tiếng Việt dịch rất là tốt, nhưng mà cái khi mà nhu cầu mà mình nghĩ một câu tiếng Việt mà dịch sang câu tiếng Anh nó lại chưa nhớ được. Nhưng mà khi mình chơi game mà mình học giao tiếp như vậy á, thì tự dưng cái là nó sẽ làm cho mình có những nhu cầu mà nhu cầu học thật nhiều hơn, nó sẽ giúp cho mình gọi là trong khi mình học thì cái đầu mình nó sẽ mở cho mình để mình học học với những cái từ nhiều hơn, mình chú ý đến ngôn từ nhiều hơn. Thì mình vẫn gọi là mình dự định mình sẽ bắt cặp học tập và cùng với mọi người học nhiều hơn nữa, để mà mình gọi là tại vì hiện tại mình đang có như muốn có là nhu cầu giao tiếp tốt á, nên mình cũng đang có dự định là sẽ cùng mọi người, tại vì dạo này mình cũng lười quay video, nên mình đang dự định là sẽ gọi là cùng với mọi người học nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, để mà tại vì cái nhu cầu thật của mình lúc này mình sẽ học một cách tốt hơn nữa. Thì phương pháp của cô thì rất là tốt, giúp cho mọi người học được tốt hơn, nhớ được tốt hơn, mọi người chủ động trong lúc lúc học nhiều hơn. Nhu cầu học thật thật hơn. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Văn nhé. Ngô, hội trường mình ngồi với nhau chút xíu. Bắt đầu từ tuần sau trở đi á thì có thể cái mô hình của lớp mình nó sẽ có một chút thay đổi. Thứ nhất á, là em hướng tới cái việc là giúp cho mọi người có môi trường để mọi người có thể sử dụng ngôn ngữ thật sự. Đó là lý do vì sao mà em hay hay như cái tuần vừa rồi này, mặc dù mình nghỉ nhưng mà em gợi ý mọi người là sẽ chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình. Đó. Thì ngoài cái việc mình học Anki ra, mọi người, cái Anki nó là một cái đầu vào khá là tốt cho chúng ta khi mà chúng ta đọc sách như vậy, và chúng ta cần có một cái đầu ra trong cái việc nói và viết. Thì khi mà chúng ta hoạt động trên cái Zalo group ấy, thì bắt đầu từ tuần này trở đi ấy, là mình có thể không cần phải gửi cái hình. Vì khi mình gửi hình của các anh kia học á, là nó bị trôi mất cái thảo luận, nên là mình sẽ không cần chụp hình nữa. Mà vì cái mọi người đã thực học rồi và mọi người có một cái thói quen học rất là tốt rồi, nên bây giờ mình không cần phải gọi là khai báo hay là chứng minh là tôi học nữa. Mọi người chỉ cần bình chọn vô cái buổi học mỗi ngày thôi, tức là mỗi ngày sẽ chỉ cần bình chọn thôi là tôi đã hoàn thành anh kia hay chưa. Đó, còn không cần phải gửi cái video, sorry, cái hình chụp buổi học nữa. Để cho cái việc mà giao tiếp trên group Zalo nó sẽ hiệu quả hơn, là nó không bị trôi bài nữa. Và khuyến khích mọi người là tập typing, tập tập viết đó. Như em thì nhiều khi em không có viết mấy đâu, em hay dùng Google dịch, em viết nó bằng tiếng Việt ra. Sau đó là khi mà mình chuyển qua tiếng mình học, tất nhiên là mọi người hay học bằng cách đó cũng được, đó là cách basic nhất.
là mình nhìn qua cái, ví dụ mình muốn nói một cái đoạn tiếng Anh hoặc là một vài câu tiếng Anh thì mình hãy typing tiếng Việt, nếu mà mình không viết được cả câu thì mình hãy thử typing như vậy. Đó, xong mình sẽ nhìn cái Google Dịch ấy là mình cũng học được khoảng 70-80%. Nó có thể là nó hơi sai một chút về ngữ pháp hay gì đó, nó không có quan trọng mọi người. Mọi người đừng nghĩ là cái câu của mình nó phải perfect hay gì. Và sau đó thì mình sẽ, một là mình có thể gõ lại, nếu mà mình có thời gian, việc mà mình coi cái một cái câu đó xong mình gõ lại là mình được học một lần rồi. Còn nếu như không á thì mọi người sẽ copy cái đó bỏ qua. Tức là nếu như, thứ nhất là cái trình độ của mình sẽ phải tùy thuộc phần nương trên cái trình độ thực của mình không thể viết được một câu full tiếng Anh hoàn toàn hay một đoạn tiếng Anh, không sao cả. Mình hãy viết nó bằng tiếng Việt và mình translate nó sang tiếng Anh, và mình có thể sửa một vài chỗ nếu mình cảm thấy nó chưa có phù hợp hoặc là nó sao đó. Còn nếu như mình không thể sửa được cũng không sao cả, mình hãy copy cái đó mình bỏ qua cái Zalo. Thứ nhất là đấy cũng là một lần mình học thật sự, mình phải tìm tòi để mình học, nó vẫn là một cái cơ hội để mình học ngôn ngữ. Và cái thứ hai nữa, một lần mình gửi lên trên Zalo một câu hay là một cái đoạn bằng tiếng Anh đó là mình đang giúp bạn mình có cơ hội để học tiếng Anh. Mọi người hiểu không? Ý là cho dù trình độ của bạn có thể perfect, bạn viết được một câu tự viết cũng tốt, hoặc nếu bạn chưa có good được đến mức đó mà bạn ở level trung bình thì bạn có thể dùng một cái công cụ hỗ trợ là Google Dịch hay là một cái công cụ dịch nào đó nếu mà bạn biết. Như em thì em hay dùng Google Dịch Basic thôi, không có vấn đề gì cả, không có sao. Mọi người hình dung không ạ? Thế thì trong các cái buổi mà mình học, mình không có học như này từ thứ hai đến thứ bảy, chúng ta sẽ có những cái em sẽ có thể là gửi ra, mỗi ngày em sẽ gửi một vài cái câu hỏi để cho mọi người chia sẻ, hoặc là một vài cái gì đó. Mọi người hình dung ra không? Chúng ta sẽ chịu khó, chúng ta tương tác với nhau trên Zalo bằng, một là record, nếu mà bạn có thời gian và bạn muốn luyện cái voice của mình thì bạn có thể là record, bạn gửi cái ghi âm, hoặc là bạn typing ra, bạn đánh máy ra, hoặc là bạn dùng một cái công cụ hỗ trợ là Google Dịch. Đó. Thì em cũng chưa có biết rằng là chúng ta sẽ làm cái gì trên cái group Zalo đó, nhưng chúng ta sẽ tương tác với nhau, trao đổi với nhau nhiều hơn bằng tiếng Anh. Đó. Và ví dụ như là mỗi một cái cuối tuần như thế này, chúng ta sẽ có một cái chủ đề để chúng ta nói chuyện, chúng ta thảo luận với nhau. Chúng ta sẽ được nhận cái chủ đề đó sớm, khoảng giữa tuần là chúng ta sẽ có cái chủ đề để chúng ta chuẩn bị cho cuối tuần. Thì cái chủ đề đó có thể em sẽ cung cấp cho mọi người một số cái từ vựng trong cái chủ đề đó, hoặc là một số cái mẫu câu, một số cái ý. Ví dụ như mình sẽ thường mình nên là thảo luận, một là chia sẻ cái trải nghiệm, cái ý kiến, việc thích hay không thích. Hai là mình sẽ tranh luận, cái điều này nó tốt hay nó chưa tốt, hoặc là cái thuận lợi cái bất lợi của cái này. Ví dụ như là ăn chay thì có tốt hay không, ví dụ như vậy. Hoặc là cái chủ đề là tập thể dục có tốt hay không, hoặc là thế nào là một cái lối sống lành mạnh, vân vân, ABCD. Tức là những cái chủ đề mà nó cũng khá đời sống, và mình có cái ý, thường mình nói chuyện tiếng Việt là mình sẽ có cái ý đúng không, thì bắt đầu mình sẽ train nó qua tiếng Anh. Mình sẽ chuẩn bị trước một số cái ý, tôi thấy cái này được, tôi thấy cái này không được. Đó. Và khi mình ở lớp này, mình sẽ chia thành hai nhóm, hai phe. Mình sẽ có một phe là ví dụ thích, một phe không thích. Cái phe thích đó thì mọi người sẽ có một group mọi người thảo luận với nhau. Đó. Cái phe không thích sẽ có một group thảo luận với nhau. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian là chúng ta sẽ open, hai nhóm sẽ cùng tranh luận với nhau. Ví dụ như vậy. Thì cái việc mà chuẩn bị trước nó cũng rất là hay, nó khá là hay, nó làm mọi người ở cái level của chúng ta thì cái ngôn ngữ nó cần có thời gian để nó tuôn ra, nhưng mà trong cái khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi này thì nó chưa có kịp tuôn,
Nhưng mà khi mà học xong nhiều khi đi về trưa chiều gì đó mình mới có à có cái ý này hay nè. Đó, ví dụ như vậy. Vì mình khi mà mọi người mới làm quen với cái việc mà sử dụng phương tiếng Anh hoàn toàn á là cái đầu tiên mình phải xử lý đó là cái tâm lý. Cho nên là mình hơi khó để khơi gọi ra những cái ý tưởng, bởi vì là mình phải nghĩ rằng là tôi phải nói cái câu này như thế nào, hoặc là mọi người đang nói cái câu gì vậy, ý là mình sẽ bị tâm lý một chút. Đó, thì việc mọi người chuẩn bị trước sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn. Đó, thì khuyên mọi người là nên như vậy. Và khoảng thời gian đầu giờ thì mình sẽ nên chơi game một chút xíu. Chơi game thì nó sẽ giúp cho mọi người phân hơn, vui hơn. Và khoảng thời gian đầu giờ thì nhiều khi mọi người cũng vô sớm vô trễ, ví dụ như vậy. Đó, thì em vẫn sẽ duy trì một số cái game, và em sẽ thay đổi, mình sẽ thay đổi thường xuyên một chút, hoặc là sẽ lên level khó hơn một chút, ví dụ như vậy. Đó, từ từ để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm. Cho nên là có thể là ai mà sắp xếp được vào đúng giờ thì người đó sẽ có nhiều lợi thế hơn, bởi vì là được chơi game nhiều hơn. Đó, thì có thể là từ tuần sau chúng ta sẽ thay đổi thêm một chút. Thì em phải dành ra một chút thời gian của tuần này mình nói tiếng Việt để mọi người có một cái hình dung trong đầu. Tại vì nhiều khi nói tiếng Anh nó có thể là ngay bản thân em cũng sẽ không trình bày được hết cái ý, cái plan của mình. Đó. Rồi. Một cái điều nữa mà em muốn chia sẻ với mọi người, để mọi người lưu ý, đó là cái tâm thái của mình, khi mình bước vào một cái lớp full tiếng Anh, tâm thái của mình nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho mình trở thành gọi là định hình một cái level gọi là pro, hay là sẽ thu mình lại. Thì mình hãy thử lắng nghe một chút xíu xem là mình đang ở cái điều hướng nào, và mình điều chỉnh mình một chút xíu. Thông thường á, chúng ta hay có cái xu hướng là muốn muốn bắt chọn cái ý của cái người kia. Thế xong rồi khi mà mình nghe người ta nói mà mình không 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 bắt được á, là mình hay sẽ quay ra mình đánh giá mình là chưa good, hay là sao mà mình nghe không có được. Đó là mình đang xong rồi mình sẽ nghĩ rằng là nó khó hay là nó sao đó. Cái tâm vận hành của mình sẽ như vậy, mình sẽ có những cái tâm đánh giá phán xét, rồi những cái tâm lo sợ hay này kia nó sẽ diễn ra liên tục. Đó. Và mình sẽ dễ bị cuốn vào những cái đó, khiến cho mình bị mất tự tin, khiến cho mình lo lắng hồi hộp. Đó. Rồi khi mà tự nhiên được gọi đến tên mình ấy là mình sẽ hơi hơi gọi là luống cuống, sẽ không biết mình sẽ phải nói cái gì đây, không biết người hồi nãy vừa nói cái gì vậy, ABCD. Đó. Thì thứ nhất đó là mọi người cần phải xác định, đó là cái ngôn ngữ nó chỉ là một cái tool, một cái công cụ thôi. Nó chỉ là một cái công cụ để mình giao tiếp thôi. Và trong cái giao tiếp thực tế đó, tại vì bạn không có đi thi IELTS, bạn không có phải là bạn bạn phải gọi là trau chuốt cái ngôn ngữ, nó phải không có sai ngữ pháp hay là này kia, hoặc là bạn phải sử dụng cái từ này từ nọ từ kia, không có phải. Mà giao tiếp thực tế trong đời sống á, là mình chỉ cần nghe phần người ta nói 10 từ, nhưng mình chỉ cần nắm bắt một số cái keyword thôi là người ta có thể hiểu rồi, là có thể hiểu được cái nội dung đàm thoại rồi. Và mình có quyền nói người ta repeat đấy, nếu mà mình không có hiểu.
Nếu mình không có hiểu, mình có quyền yêu cầu người ta repeat lại. Đó. Và mình phải hình dung là ở cái lớp học này cũng vậy, và ra ngoài đời cũng vậy. Ngôn ngữ chỉ là một cái công cụ để giao tiếp thôi. Đó. Chứ không phải là một cái gì đó, một cái gánh nặng hay là một cái gì đó mà khiến cho mình phải lo lắng hay là phải stress với nó. Những cái người mà gọi là có cái sự gọi là cái gì, cái khối lượng kiến thức giỏi ấy, nhưng chưa chắc họ đã giao tiếp được. Nếu như cái nhiều khi người ta giỏi quá người ta lại sợ, thì mỗi người ta sẽ có một cái hình tượng á, thì nhiều khi bởi vì cái hình tượng đó mà họ sẽ sợ, họ sẽ sự sai và họ sẽ không dám làm. Nhưng ở đây là một cái nơi hoàn toàn nó khác. Không có ai đánh giá bạn, cũng không có ai giỏi hơn ai, cũng không có ai là yếu hơn ai hay gì cả. Có cái sự so sánh nào, mọi cái sự so sánh đều là khập khiễng. Cho nên việc của bạn chỉ là cần enjoy thôi. Đó. Kể cả khi mình học hay mình tranh luận hay mình nói chuyện với nhau cũng vậy. Và mình chỉ đang giúp nhau cùng tốt lên thôi. Đó. Nên là cái tư duy của mình, nó cái gọi là cái mindset khi mình set up cho cái tâm của mình, nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho bạn dám sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Đó. Nếu bạn giỏi, bạn sẽ nói một câu dài. Nếu bạn không giỏi, bạn sẽ nói từng phrase, từng cái đoạn ngắn. Thậm chí là như em đã nói rồi, hãy sử dụng cái body language đi. Hãy cứ tay chân gì đó xong cũng được. Nhưng mà mình phải nói, mình phải với một cái suy nghĩ rằng là tôi cố gắng để mà diễn đạt cho người ta hiểu cái ý của tôi. Tôi nói từ này không, người ta không hiểu thì tôi sẽ dùng cái từ kia, dùng cái ý nọ. Đó. Mình sẽ như vậy. Và mình phải tranh thủ. Và mình phải tranh thủ. Mình phải nghĩ rằng là đây là cái gọi là cơ hội có 1-2 cho tôi có thể là sử dụng ngôn ngữ. Đó, ý là như vậy. Mình phải nghĩ rằng là đây là cái cơ hội, là cái gì đó nó giống như mình phải tận dụng cái lợi thế khi mà mình được ở trong một cái lớp và mọi người cùng sử dụng ngôn ngữ như vậy. Đó, mình cố gắng. Rồi, cho nên là bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ có những cái chủ đề thì mọi người sẽ nên dành nhiều thời gian hơn cho cái việc chuẩn bị cái chủ đề đó. Đó. Thôi, bây giờ mình cứ chơi game đi nhỉ. Làm xíu nha. Nãy giờ nói tiếng Việt nhiều á, khi mình sẽ khoái vì nghe tiếng Việt nghe được hết ý mà. Khi mà tiếng Anh bắt đầu là mình sẽ thấy có một vài cái sự chống đối trong cái người mình. Làm xí nha. Yeah. Let me send myself to use English full English, okay? Now we continue to play the game. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta chơi tiếp cái game game đó tên là gì nhỉ?
Trước mình đặt tên đứa game là gì, quên mất tiêu rồi. Nên chúng ta sẽ đoán ha. Mọi người sẽ ra một cái từ vựng và sau đó thì chúng ta sẽ đoán từ đó đúng không nhỉ? À, ok. Nhưng mà nó sẽ có tuần này nó sẽ có một cái để mình giới hạn lại ha. Now we will try to guess about the job, vocabulary about the job. At first, a person who can try the plan. Secretary. Sorry, what? Secretary. No, who can try the plan? Who can try the plan, the helicopter? Who? Who can play, who can try, three, dry? You don't remember? You know this word? Yeah, pilot. Okay. The next job, okay, in Vietnam, they often protect people and reduce the crime, make safe for us. Security. Police. Almost right, Miss Cook, right? Police. Almost right, but it's the people, not the place, the people.
Police is the overall, but when we said the job, the people, we can say police and smart acting. Security, bảo vệ. Policeman. Ở đây mọi người chú ý giúp con một chút xíu là khi mà chỉ người á thì thông thường là một số cái job nó sẽ có thêm hoặc là ví dụ như là teacher, worker, đó là sẽ là chỉ người. Hoặc là ví dụ như một số cái nó sẽ thêm cái đuôi man, đuôi mần vô, ví dụ như policeman hay là gì đó. Thì khi mà mình có cái shop và cái chỉ người rồi, ví dụ như là cái từ security thì nó sẽ là an ninh đó, nhưng mà cái người mà bảo vệ đó thì người ta sẽ không dùng từ security đó, mà sẽ là ví dụ như là security man, hoặc là cái từ gì để bảo vệ ta, thì tức là mình sẽ cần phải thay đổi cái đuôi đi một chút xíu đó. Rồi, nhưng mà cô Cúc vẫn khá là tốt. Mời cô Cúc ha. Next time, Miss Cúc. Nào. I call again. I think security. Security. No. Now you can choose another job, and you can express. You can express. You can tell more about the job, and other people can guess the word. You understand? I still don't understand. Okay. Or I will give you the word, and you can express, you can explain, you can describe. Okay, do you see the word I sent you? Miss Cook, do you see the word I sent to you? In message. Cô Cúc ơi, con có gửi một cái từ vựng cho cô á, ở trong cái tin nhắn á. Để xem lại. Do you see it? Sip. Okay. Yes. But you
You should not say this word. Cái game này nó là như vậy này cô Cúc. Maybe you, yeah. you can understand. Tức là giờ cô Cúc sẽ chọn một cái nghề nghiệp nào đó. Yeah. Nhưng mà cô không có nói cái từ đó ra. Và cô phải giải thích người đó làm cái việc gì. À, hoặc người đó như thế nào. À, người đó mặc cái đồ gì. Ví dụ như vậy. À, để cho mọi người đoán cái từ đó. Ví dụ hồi nãy mà cái từ chef mà con gửi cho cô á, thì là they cook in the restaurant. Ví dụ như vậy. Để mọi người guess cái job, cái công việc đó, cái người đó, cái đối tượng đó. Ok. Yes. But now you should choose the word by yourself. I don't send to you. You should choose by yourself. But you should not say the word. And you explain, you describe, other people can guess. Okay? Okay. Good job. Now I continue talk about this work. Another work. Now I will say about chip. No. Miss Thảo. Miss Thảo, can Miss Thảo give me another work. Okay. I send to you. You check the message, please. Mm-hmm. Yes. A shop. Everybody can work in town. Every day watering take care tree flower and vegetable from sea to grow more and more bigger. They give us the same, Vũ Anh, the same, but it's not a word. Try more. Health. Sức khỏe. No, no. It's a job. Yes. About person, about people, about job. Try instead of typing, try to open your mic and say the word because it's good for communicate. Salesman. No, 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 no. Try more. Vũ Anh, try more. Gardener. No, no, no. But it is same. It is same. So Miss Cook, describes again.
Where they work, Miss Cook, where they work. À. They work in town, in a small village. Farmer. Yeah, good job. It's your turn, Miss Thanh Hải. You should choose the word by yourself so I can play with all of you. Now, students go to school, wear t-shirts, trousers look like the same. The student go to school wear t-shirt or trouser look like the same. Teacher. No. Kindergarten. No. Is a job or is a now or then the no. Novel now? No. Not job? Not job. Now. Is it a play? I can see you first. You later. University? No. The student wear t-shirt or trouser go to school look like the same. Ah, uniform? Yes. Hmm. Uniform? Yes. Yeah. But now, can you explain more about the job? Because our subject is job, not the norm now. Yes. Try to, yeah. Try to explain another word. Làm cái khác hả cô? Yes. Dạ không có từ diễn tả. Okay, I will send to you. There are many jobs. I know, but I am so I try. Okay. You teach a person understand the lesson. Student. No. And you teach school teacher. Yes. yeah. Okay, good job. Yeah. It's your turn, Vũ Anh. Yes. Let's see a work. Men and women often work in a company. It is very ground person work. Mm.
They they do many work such as SEO, secretary. It in now. It begin by the cat. Worker. Yes, yes, worker. Okay. Your turn. You go to a supermarket and you see you cashier. Cashier. No. No. See what? Now you can explain more. Many people serve. Tell you serve introduce this first off S. Yeah, it begins with letter S. Salesman. Salesman. Cái bán hàng là phải salesman không có? Em cũng biết cái đó. Yeah, yes. Mình thì nghĩ seller chứ không phải salesman. Cái từ sale nha. Mà seller là chị sẽ nghe hai cái từ, thấy cái từ best seller. Thì cái từ seller ấy nó không có phải chỉ người. Cái sản phẩm mà bán chạy nhất đó là best seller. Cho nên là cái seller ấy nó không phải chỉ người. Ý là mình đọc sách nhiều hoặc là mình cho xem nhiều cái video mình sẽ thấy. Nhưng mà mình sẽ có từ salesman. Người bán hàng ha. Ok, good job Quang. Your turn. Yeah, hello chị Dương Quân. Hôm nay là chủ nhật cho nên là em có lớp học không có đọc sách ngày hôm nay. Nếu mà chị muốn có thể là học cùng tham gia cùng luôn. Chủ yếu là sẽ giao tiếp và sử dụng tiếng Anh. Đó. Rồi, mời em của anh nha. You can get me some okay work. Yes. I have one idea. Okay. Yes. Miss Cook. Miss Thảo had me one person
who work at hospital. It a girl. She had had white head. She take care a patient. Nurse. Miss Cook and Miss Minh Tâm, you are right. Now, Minh Tâm, you first. You can try. Yes. Doctor. No, it's nurse, and you say the good word. But Minh Tâm say first, so Minh Tâm can explain. Yes. Who take care Miss Thảo help me a job. Okay, let me see. Why I cannot send the word to you? I don't find your name. Ah, right here, right here. Sorry. Do you see? Yes. You can try. Often, a woman, say, have manager. Secretary. Yes. Yeah. Nice. You go to a restaurant. Mm-hmm. You order food. You say this food is good. Who cook? Chef. Chef, yeah. Chef. And Wang, it's your turn. Yes. It is a person who is instruction everybody to check. A football, a soccer, or a badminton team. He is biggest in a team. Actor. Cut. Yeah, cut. Yes, the coach. 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 Ghi sao ạ? Đúng vậy. See.
C. O A C H A A. Ok. C O A. Who? Cái đó là gì? Không biết. Cos. Cos huấn luyện viên đúng rồi. Từ mới. So who win? Miss Cook, Miss Cook. Okay. Miss Cook win. Yeah. Yes. Your turn. Yes. Who who teach body exercise? Training exercise body. Trainer. Woman? Trainer. Yes. You talk. Em sẽ giải thích cho chị. Sorry, em sẽ giải thích cho chị Dương Quân tí xíu. Đó là tụi em đang chơi một cái game. Nha. Bạn em chơi cái chủ đề là job, và mọi người sẽ chọn một cái job và mọi người sẽ explain để cho những cái người còn lại sẽ guess được cái word đó, guess được cái job đó. Ok. Để mà mình có thể tăng cái việc sử dụng ngôn ngữ thì chị em mọi người đang chơi cái game này đó, chị Dương Quân có thể là cùng chơi, có thể mở mic nha. Ok. Rồi mời chị Thanh Hải ha. It's your turn. You go hotel, you check in or check out, or you go to receptionist. Yes. Okay, good job. Reception. Yeah, receptionist. This is your turn, Dương Quân. Yes. Who care of the who care of the disease people? Something like that. In the hospital, who take care of people? Disease people. You can try. Maybe nurse. What? Can you say again? Nurse. Yes, exactly. Yeah. Okay. It's my turn. Stephanie. This is the person who draw the picture about the house, the building, and other people can build the house, the building. Architecture. Yeah. Architecture. Architecture. Yeah, because it's a person. Yung Quan, you will win, and you can continue. who clean in the building? Cleaner. Okay, all right. Yeah. Is that easy to yes. Your turn, Miss Go. Who is everybody
come to my house and clean and iron and take care our men. Miss Hope, can you repeat? Okay. Who is every day come my home clean how water flower and take care everybody in my home. Homemaker. Housekeeper. Yes. Yeah. Yeah, we can say two words. Now, Miss Tâm, it's your turn. Who is who has beautiful body and who wear beautiful clothes, makeup, and actor, actress. Worker in spa? No. Beautiful body. Take photo. Ngọc Trinh. Yeah. Yes, yes. Model. Who is responsible for managing model. The school? Sorry, can you say it again? Who is responsible for managing the school? For example, a high school, university, or secondary school. Who manage the school? Discipline. Discipline. Try more. Discipline or disciple? I don't remember exactly the word. Principal. Yeah, principal or headmaster or rector. Yeah, maybe principal. We need to use the translate Google. Yeah, principal. Okay. Yes, principal. Principal. Principal, okay. Đúng không? Yes. Principal. Turn to Miss Hà. Me? Okay. Principal.
Who take care your teeth? Dentist. Dentist. Yeah, okay, good job. It's your turn. Who have a good voice and who singer? Yes, Miss Thảo. Miss Thảo. Yeah. You take someone go to somewhere. You have pay money. Tour guide. No. You take someone go to somewhere by car, by motorcycle. Driver. Yes. How so, I do? So who? Who? Are you one? Maybe it's me. Yeah. Yes. who watch the clothes in the family? Who watch the clothes in the family? Wife, mother, wife, what? You can say again. Wife. Wife. Try more. Husband. No. the common one. Why am husband is the specific? So if cook, wash, and clean everywhere in the family. So housekeeper. Every task in the family. Housekeeper. Showmate. Homemaker. Okay. Showmate. Okay. Thank you. To Miss Cook, I'm sorry. It's soulmate, really? Okay, it's enough for today. Time's up. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Bài học hôm nay chúng ta có thể stop ở đây.